soi kèo, dự đoán Hoàng Anh Gia Lai với An Giang, 17 giờ ngày 23 tháng 4, vòng 1 cúp quốc gia. Hoàng Anh Gia Lai sẽ chỉ phải tiếp đón đội bóng nhược tiểu là An Giang trên sân nhà. Ai cũng hiểu Hoàng Anh Gia Lai đang chơi tốt đến như thế nào tại V-League, và việc đội chủ nhà hủy diệt đối thủ cũng là điều đã được dự đoán trước. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hoàng Anh Gia Lai đang có một mùa giải bùng nổ thực sự khi dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League sau 10 vòng đấu đầu tiên. Với số điểm hiện tại, đội bóng phố núi đã chắc chắn có được một suất dự vòng tranh ngôi vô địch. Và người ta gọi vui là Hoàng Anh Gia Lai đã là đội đầu tiên trụ hạng tại V-League mùa giải này. Chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp, trong đó có tới 8 chiến thắng vừa qua đã giải thích vì sao Hoàng Anh Gia Lai lại có thể leo lên vị trí số 1 hiện tại. Thậm chí, đội bóng còn chưa để mất bất cứ điểm số nào khi được đá trên sân nhà Pleiku từ đầu mùa. Rõ ràng, huấn luyện viên Kia Tisak đã đến và thổi một nguồn sinh lực cực mạnh vào đôi chân của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Song hành cùng giải vô địch quốc gia, chắc chắn Hoàng Anh Gia Lai sẽ không sớm buông bỏ cúp quốc gia như ở mùa giải trước. Trái ngược hoàn toàn là những gì chúng ta được thấy từ một Hùng Vương An Giang đang thi đấu bạc nhược. Chỉ giành một điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên tại giải hạng nhất, An Giang hiện đang xếp ở đáy bảng xếp hạng. Nếu tính rộng hơn ở những trận đấu trước đó, đội bóng đang trong chuỗi 14 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, nhận tới 11 thất bại trong số đó. Kèo nhà cái Hoàng Anh Gia Lai với An Giang. Hoàng Anh Gia Lai đang cải thiện về mọi mặt ở mùa giải này, với lòng cốt vẫn là những cái tên trên tuyển quốc gia Việt Nam. Không ít những thắng lợi tại V-League từ đầu mùa của Hoàng Anh Gia Lai đều là những thắng lợi với tỷ số đậm, và trận đấu với An Giang đêm nay cũng không ngoại lệ, khi một tỷ số cách biệt sẽ đảm bảo cho Hoàng Anh Gia Lai nằm kèo trên.